Lưới đánh cá nổi, mắt lưới 14 phân, cao là 5 mét các bác nhé. Chiều dài của lưới là 240 mét. Tay lưới này là đánh cá mè, cá trôi, cá chấm, cá tra. Chiều đứng của lò lăn từ chì mà lên phao là cao 5 mét. Đây. Đấy, đây là hai cái tay đầu này. Đây là tay đầu này. Mà được ăn từ trên phao trên tận trên phao này xuống tận chân chì này. Đấy cô chú nhìn thấy không? Đấy trên phao xuống tận chân chì. Tác dụng này là để chống rách đầu biên này. Và khi cần cô chú kéo như một cái lưỡi kéo vừa răng vừa kéo cô chú nhé. Bắt đầu hết đấy làm vài tấn cá. Mắt lưới là 14 phân. Đây. Của nó cô chú anh chị nhìn thấy không? Cái dòng cái lưới thái nó phải nó là vô địch thiên hạ. Lưới ra lưới nhìn mẫu ra mẫu, cái này của nó vừa đẹp, vừa dai, vừa mềm, đánh dẻo dai mềm, chất lượng nó bén cá nhé, mà giữ được cá. Đấy, nhìn lưới thế này cơ mà. Còn đây là cái màng ngoài. Màng ngoài thì Duy Chuyến nên là dòng độc quyền nhé. Không ai có luôn. Màng ngoài là màng chịu lực của lưới đánh cá lớn. Ở đây là phao này. Đấy, phao thì Duy Chiến này chốt khóa cẩn thận hai đầu này, rất là công phu bài bản. Cái này lưới đánh nổi nhưng mà Duy Chiến cho chỉ rất là nặng. Các hai pháo đen. Đấy, hai pháo đen là đầu này, thấy không ạ? Hai pháo đen là đầu. Mười bốn phân. Lưới này lưới đánh cá mè các bác nhé, lưới cá mè, cá chấm, cá chép, cá trôi. Thợ đang làm. Lưới một màn. Lưới này lưới của nó là 3 phân. Lưới đánh cá đối. Đây. Tay này của nó là 10 phân này, cùng một đơn. Đấy, mà Duy Chiến sẽ gửi vào trong Tây Linh của bác Bình nhé. Bác Bình 10 phân, lưới đánh chìm cao 5. 12 phân, lưới đánh nổi cao 5. Mỗi tay dài 300 mét. Xưởng sản xuất lưới đánh cá cung cấp toàn quốc và nhận làm theo yêu cầu. Số điện thoại 0869680285. Xin nhắc lại, xưởng sản xuất lưới đánh cá Duy Chiến cung cấp toàn quốc và nhận làm theo yêu cầu. 0869680285. Rồi, hôm nay là Duy Chiến quay gồm có 3 mẫu lưới. Một là lưới 14 phân cao 5. Lưới đánh nổi 2 là 12 phân. 12 phân. Đây. 12 phân dài 300 mét cũng đánh nổi. 10 phân thái trắng cỡ 20 cũng dài 300 mét cao 5. Đánh chìm. Để cô chú chiêm ngưỡng những cái lưới vĩ đại. Gồm 3 tay vào cho bác Bình ở Tây Linh các bác nhé. Ai có nhu cầu thì hãy alo cho Duy Chiến và cọc tiền nhé. Tay này bác Bình bác khách quen nhưng vẫn phải cọc tiền. Lưới cọc 100% rồi các bác nhé. Bác ấy cứ thích cọc tiền khích lệ cho Duy Chiến. Làm tốt cho bác. Bác cọc tất. Ok bác. Thế xin kính chào cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị luôn mạnh khỏe.